Các bạn, hôm nay trên bàn của mình đang là một sản phẩm đến từ nhà Xiaomi các bạn ha. Nhìn sơ qua chắc các bạn cũng biết rồi. Đây là cái máy giặt mini của hãng Bosun, một công ty con của Xiaomi. Thì trước khi mở hộp cái máy giặt này ra, mình sẽ quay một vòng các bạn coi. Đây. Đây là dòng Mozun, Mozu các bạn ha. XBB081F, F1. Đó, đây là cái thông số mà tiếng Trung Quốc của nó. Đây. Đó, cái hộp nó thì có quay sát như vậy các bạn. Vì cái hộp nó khá to nên mình quay có thể nó không hết. Thì ở đây mình sẽ mở hộp cái máy giặt mini của Xiaomi các bạn ha. Đây, mình mở chưa hết các bạn thông cảm. Rồi, mình đã mở hộp cái máy giặt. Đây các bạn. Đây. Đây. Ôi mình mở gập. Mình sẽ quay lại các bạn ha. Đây các bạn, cái chiều này mới là đúng. Và đây, nhân vật chính của chúng ta. Đây các bạn. Wow. Rất là đơn giản thôi các bạn. Bên trong nó có một cục sạc các bạn ha. Đây là sạc độc quyền của Xiaomi đây. Chứ không phải là sạc Type-C các bạn. Nếu mà sạc Type-C hay là một cái sạc nào đó nó cộng nó đa dụng hơn thì có thể chúng ta sẽ dễ sử dụng hơn khi mang đi. Rất tiếc là không phải cổng sạc Type-C các bạn ha. Đây, cổng rất là to. Rồi. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Hết rồi các bạn. Đó, chỉ có như đây thôi. Và mình xin bỏ cái hộp nó sang một bên. Đây các bạn. Nhân vật chính của chúng ta là cái máy giặt mini. Thì trước khi mở ra, mình sẽ quay một vòng các bạn coi. Cũng khá là nặng các bạn ha. Đây, khá nặng. Đó, cảm khá nặng. Mình nghĩ chắc nó rơi vào tầm khoảng này chắc khoảng 5 kg đổ lại đấy các bạn ha. Rồi mình sẽ mở ra. Đây. Bên ngoài nó thì có một cái túi xốp bảo vệ các bạn. Đây. Đây, trên tay mình là chiếc máy giặt mini của nhà Xiaomi. Mình sẽ các bạn phía sau lưng nó là cái nắp của nó. Đây cái nắp mình sẽ để sang bên trước. Phía sau lưng của nó các bạn, nó có bốn cái cục hít này các bạn. Để hít vào vị trí của chúng ta khá là chắc. Đó, khi chúng ta để xuống các bạn. Đó. Đó. Rất là chắc chắn các bạn ha. Và chúng ta muốn lấy lên cũng phải dùng sức đó mà lấy lên được. Rồi. Đây nó còn có cái vòi áp lực các bạn, cái vòi nước của nó đó. Khi mà chúng ta giặt xong chúng ta xả nước thì chúng ta sẽ mở sang đây. Đó, chúng ta xả nước. Đó, chúng ta xả nước ra ngoài đây các bạn. Đó, đầu ống nó cũng khá là dễ nối với các ống nước khác. Đó. Đây, mình sẽ quay gần lại chút xíu. Đây. Đó là các thông số của nó bạn. Điện 12V ha. Công suất là 40W. Đó. Cái giặt của nó chỉ được khoảng dưới 1 kg thôi bạn, là 0,8 kg thôi. Tức là dưới 1 kg. Đó. Đây. Thì theo như mình nhé, cái máy giặt này dùng để giặt các đồ nhỏ thì được các bạn. Với cái trọng lượng của nó đó, là mình sẽ lấy lên. Đây, cũng khá này. Cũng phải có dùng sức mới lên được nha các bạn. Đó. Cắt nấc này. À, đây. Thì chúng ta kéo hết nấc lên này các bạn. Đó. Là bằng cao su. Kéo. Đây. Cũng khá là da gì vào này nọ đó các bạn. Đó. Khi mà mở nó ra như vậy á thì cái chiều dài của nó chỉ rơi vào khoảng đây mình đang đọc cái thước đó các bạn ha. Rơi vào khoảng 28 cm thôi các bạn. Đó các bạn thấy không? 28 cm thôi. Đây, đến đây thôi. Đó, đây là cái thước. Chúng ta chỉ đến đây thôi các bạn. Đó, 28 cm. Cái độ rộng của nó. Để camera cao lên chút xíu. Độ rộng của nó các bạn ha.
độ rộng của nó sẽ rơi vào khoảng tầm 29 cm thôi các bạn, tức là rất là nhỏ gọn, chưa tới 30 cm, rất là nhỏ gọn đó. Thì chúng ta cũng làm như vậy, đó là chúng ta đã xong đó. Có tay cầm cái đệm khá chắc các bạn ha. Đó, quan trọng là chúng ta xách đi, nước chúng ta bỏ vào đây, bột giặt vào đây đó. Khi không dùng tới chúng ta có thể gọn lại đó, chúng ta đẩy xuống như vậy đó. Cái này chúng ta hoàn toàn có thể mang đi du lịch và đi công tác các bạn ha. Đó, rất là nhỏ gọn. Khi mà chúng ta gấp nó xuống thì nó chỉ khoảng có 9 cm thôi các bạn, cao khoảng 9 cm thôi. Đó, rất là dễ xách mang đi. Đó, thì cái này chúng ta để ở phòng tắm, phòng tắm là để chúng ta giặt những đồ với những đồ của các bé hoặc là đồ nhỏ của chúng ta các bạn ha. Theo mình nghĩ thì cái này giặt đồ nhỏ ok, tại vì chỉ có 0,8 ký thôi. Thì theo như nhà sản xuất 0,8 ký thì giặt được khoảng 8 đôi vớ. 8 đôi vớ thì chúng ta sẽ giặt được khoảng 2-3 cái đồ lót nhỏ của chúng ta. Thật sự những ai mà nhà mà có đông anh em á, các bạn không biết các bạn có để ý không, nhưng mà các bạn nhớ là chúng ta khi mua đồ lót á, những lúc chúng ta không nhớ chúng ta mua cái mẫu nào, các bạn không nhớ chúng ta mua sai gì luôn, đến lúc mà người nhà chúng ta giặt quần áo xong đưa vào các phòng, mình thật sự nhiều lúc đưa của người này của người kia nên rất là khó chịu, nên mình quyết định mua cái này. Đó, những lúc bố mẹ đâu nhớ là đồ của ai, đồ của con nào đâu, thằng lớn thằng nhỏ đâu nhớ đâu, thì mua cái này để cho phòng tắm xài. Thì mình sẽ mở lên là các bạn ha. Đó, cũng phải dùng lực các bạn chứ không phải là đơn giản nhẹ nhàng đâu các bạn ha. Đó, phải dùng lực nó mới lên. Đó, thì theo mình nghĩ cái kích thước nhỏ gọn như vậy nhé, các bạn có thể để luôn trong phòng tắm cũng được, không phải ấy đâu, không phải mang đi đâu đâu. Đây rất dễ sử dụng đó các bạn. Nút khởi động này, chúng ta có chế độ giặt 5 phút, 10 phút, 15 phút hết. Khi mà giặt xong chúng ta mở cái nắp này ra, nước sẽ tự động chảy theo cái vòi này đi ra ngoài. Đó, cao su. Đây là cái cổng cắm của nó các bạn. Đây cái cổng cắm của nó. Rồi, các bạn chờ một chút xíu, mình sẽ đi lấy nước, mình đổ vào và mình dùng thử để các bạn xem các bạn ha. Các bạn chờ một chút xíu ạ. Sau khi đổ nước á, mình sẽ giặt thử một cái khăn, mình bỏ cái khăn vào, bỏ xà bông các bạn ha. Theo mình mỗi lần giặt đến được giặt được khoảng 2-3 cái khăn đấy các bạn. Đó, đổ xà bông vào. Rồi, cái này rất là tiện dụng cho các bạn nào mà ở một mình các bạn ha. Mình sẽ chọn chế độ đó, 5 phút, 10 phút, 15 phút. Đó các bạn thấy không? Rồi. Ồ, cũng khá là mạnh nha các bạn ha. Rất gì vào này nọ luôn. Đó, ra bỏ rất là nhanh luôn các bạn. Thì theo mình với cái 0,8 kg thì chúng ta có thể giặt được 2-3 cái khăn rửa mặt này. Rồi đó các bạn không? Phải rất là mạnh luôn. Rồi giặt được đồ nhỏ của chúng ta. Rồi các bạn nghe tiếng không ạ? Nghe rè. Rồi có thể giặt được một cái áo sơ mi các bạn, một cái quần tây vẫn được nha. Nhưng mình nghĩ là quần tây thôi, chứ quần jean thì cũng khá là khó đó. Cái quần jean khá là nặng khi mà vào nước. Đó các bạn không? Lên bọt rất đó máy dung, nhưng mà có cái độ có cái đồ mà bốn cái chấu của nó các bạn, nên mình giữ máy rất là chắc trên cái mình đang để trên cái bàn quay phim ha. Đó, tạo bọt cũng rất là ok. Mình đang đổ chế độ quay là 15 phút các bạn. Đó thì nếu mà các bạn sợ mà nó nước nó văng ra ngoài thì đóng lại như vậy rất là ok. Đó các bạn ha, mình sẽ lấy camera để quay các bạn một vòng ha. Đây nó đang dùng các bạn. Đó, nó đang giặt đó các bạn thấy không? Cũng khá là êm các bạn ha. Đó. Đó, để trên bàn này các bạn, không rung luôn. Đó, rung có rung các bạn ha. Đây mình để cái bình xà bông.
dí nó sẽ rung các bạn lúc nó giặt ạ. Đó. Đó. Cũng khá là ok các bạn ha. Đó, rồi. Con sẽ mở nắp ra. Đây, wow, cũng ra bọt nhiều lắm đấy các bạn nha. Đó, bạn thấy không? Đó. Mình có thể thấy cái mùi thơm của xà bông nữa các bạn. Đó. Và mình đang để chế độ là 15 phút các bạn ha. Đây mình sẽ quay các bạn. Wow. Đó, khá là nặng. Đây. Rất dễ sử dụng đó các bạn. Sau khi mở máy, chúng ta mở máy này. Chúng ta mở máy lên, nào tự động sẽ 5 phút ha. Chúng ta muốn tăng lên. Ấn 10 phút. 15 phút là nó sẽ giặt các bạn ha. Hiệu Mojun. Đó, rất là dễ sử dụng, và ấn thêm một cái nữa là sẽ ra tắt. Ra tắt thì nó kêu 2 tiếng tít tít. Ấn lên 5 phút, 10 phút, 15 phút. Thì theo như mình nghĩ, với cái máy này thì nó sẽ rất là phù hợp cho các bạn là sinh viên học sinh ra nhà, hoặc gia đình nào mà có đông anh chị em á. Thật sự mình như mình vừa chia sẻ ở đầu video á, cái việc mà lộn đồ lót nó rất là bực mình các bạn, thật sự á. Không biết các bạn nào đã trải qua chưa, chứ mình cảm thấy lúc đồ nào có thể mặc chung được, chứ đồ lót mà mặc lộn thì nó bực lắm các bạn. Đó là dùng các bạn, ôi dùng đó rất là dễ thương, cầm cũng rất là chắc tay. Đó thì để như vậy thôi là giặt rồi. Các bạn nam sinh có thể ở chung với nhau thì có thể mua một cái máy này. Giá của nó hiện tại ở Chiếm Tài Mobile đang bán là 1.550.000, cũng khá là rẻ, đáng đầu tư thôi. Chúng ta không phải chờ đợi những cái đồ nhỏ chúng ta giặt chung với gia đình, hoặc những đồ nào cần gấp chúng ta đi gấp á, chúng ta sẽ dùng cái máy này để giặt. Mình lưu ý nha, chỉ giặt một cái quần tây thôi, chứ quần jean chắc giặt không nổi đâu. Rồi một cái áo, một khoảng hai cái áo thun, một cái áo sơ mi thì mình nghĩ cái này là giặt được, theo cái công suất này thì mình nghĩ là ok. Đó, các bạn nghe tiếng không ạ? Để làm lại. Đó, rung các bạn. Đó, rồi. Thì link mua hàng của Chiếm Tài mình sẽ để ở phần mô tả các bạn ha. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với người ta. Cái này thì mình không có bán, mình chỉ mua về mình xài, mình thấy hay thì mình quay clip để các bạn theo dõi thôi. Đó. Rất là ok các bạn. Mình thử tắt đi rồi xem nó có sạch không các bạn ha. Rồi. Chúng ta cũng mở nắp lên. Đó, quá trời bọt luôn các bạn ha. Đây, wow, các bạn thấy khi tay mình đè vào này, wow, quá trời bọt luôn. Đó, khăn được giặt. Khá là sạch sẽ như cái máy này, nhưng không có chế độ vắt các bạn ơi. Nó chỉ có chế độ giặt thôi, không có chế độ vắt. Nên mà khi chúng ta giặt xong, chúng ta phải chịu khó vắt một cái cho nó hết nước rồi chúng ta mới đi phơi các bạn ha. Ra rất nhiều bọt các bạn. Đó, các bạn thấy không? Ồ, rất là đã. Đó, rồi. Thì cái này thì mình mua về mình xài, mình chỉ quay lại cho các bạn coi thôi. Còn bên mình thì bán các sản phẩm như đồng hồ, nước hoa, mỹ phẩm chính hãng. Các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình theo số điện thoại Zalo mình để ở đầu video các bạn ha. Mình xin nhắc lại là cái máy này ở Chiếm Tài Mobile đã có giá là 1.550.000. Bạn nào có chỗ nào mua rẻ hơn thì cứ comment ở phía dưới giúp mình để các bạn khác có thể mua với giá tốt hơn. Còn bên mình thì không bán cái máy này. Bên mình thì bán đồng hồ, nước hoa, mỹ phẩm thôi. Các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với mình. Rồi mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt ạ. Cũng rất nhiều bọt các bạn ha. Rồi xin chào tạm biệt.